Chào các bạn, tôi đang đứng trước chợ đầu mối Bình Điền, một trong những chợ đầu mối lớn nhất của Sài Gòn ha. Đó. Và chợ đầu mối Bình Điền cũng tổ chức hội hoa xuân, à quên, chợ hoa xuân. Thì phía xa xa đầu kia sẽ là chợ hoa xuân của chợ đầu mối Bình Điền. Và bây giờ tôi sẽ di chuyển qua đường kia để tham quan con đường chợ hoa xuân ha, các bạn cùng đi theo mình. À, có vẻ như chiều hơi ngược sáng cho nên mình không thể lấy được nét rõ ràng cái cổng chào chợ hoa xuân nha. Nhưng mà các bạn đọc qua các bạn thấy à, bây giờ mình sẽ đi từ vô trong để khám phá chợ hoa xuân. Có mấy chú chuột dễ thương quá. Nhiều hoa đẹp, hoa lan. Bông giấy. Làng hoa Sa Đéc. Cái đường hoa này cũng khá là nhỏ cho nên hơi vắng người. Mai nữa là chưa tới Tết, còn 2 ngày nữa mà mai đã nở bung lên hết rồi ha. Tắt quá trời. Chắc chắn về xa lắm á. Về xa chưa lắm. Ở phía ngoài kia là mấy cái mé sông để cho tàu nó ghe cập bến đưa bông lên bờ.
cúc vàng thọ, cúc vàng rất là nhiều luôn, quá trời luôn. Ghe dưới miền Tây ta đưa lên mấy bạn. Bên đây có mấy cái mai nhỏ nhỏ cực kỳ dễ thương luôn ha. Quá mấy bạn ơi. Ok, tới đây là mình đã đi hết con đường ha. Sẽ có một con đường vòng ở bên kia. Đó, mình sẽ đi vòng qua bên kia để vòng về quay lại cổng chợ nãy. Phía trước mặt có một cái tiểu cảnh nhỏ, mình ra mình coi coi sao. À, xe thổ mộ, xe ngựa. Vòng vòng người ở đây chụp hình cũng quá nhiều luôn. Có mấy người cho chụp hình nữa. Trong cái vòng tròn có chiếc xe thổ mộ lớn chở các cái chậu bông. Đây là toàn cảnh của cái tiểu cảnh cuối đường chợ qua Bình Điền ha. Bây giờ mình sẽ đi vòng qua đầu đường kia để mình đi về. Có một cái bát gạo dạng Sacha Heineken Việt Nam, logo là một cái bông chợ đầu mối quên lộn chợ qua Xuân Bình Điền 2020 ha. Rồi lúc này mình đi hướng về nè, thì sẽ xuôi sáng và cho những cái thước quay đẹp hơn ha. Hai bên đường đủ các màu sắc sặc sỡ của bông. Tấp nập người mua kẻ bán ha. Bông giấy này các bạn, đẹp không? Đỏ lừ luôn. Vàng thọ bên kia là có một chỗ bán mai à. Các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà thơ, nhà văn ha. Nói tóm lại là những người làm nghệ thuật. Không đơn giản mà tự nhiên người ta đi với một con gái đang tuổi 18, 20 là cái tuổi xuân thì. Tại vì mùa xuân thì luôn tươi mới. Và các bạn chỉ cần nhìn ra ngoài đường, ví dụ như con đường qua nè, các bạn thấy màu sắc tươi mới hơn những cái ngày thường là báo hiệu cho ta là mùa xuân đã về như cô gái xuân thì. Con đường này thực tế cũng không ngắn đâu mấy bạn,
nó dài. Nhưng mà tại vì là cái con đường sóng đôi cho nên nó dài, hai con đường chạy song song. Phía đầu kia là cái chợ chuyên bán bông, ngày thường nó chuyên bán bông cũng thuộc của chợ đầu mối Bình Điền luôn. Mới ngày hôm qua mua mai vàng khoe sắc trong nắng. Cây này cái tắc nè mấy bạn, ở ngoài Bắc ta kêu nó là cây quất, nhưng mà ở trong đây ta gọi là cây tắc. Bán ly sắp đây, mai nở rộ vàng hết trơn rồi. Tết đến xuân về ha, các cái chợ hoa, con đường hoa, các cái dịch vụ như là ăn uống, trò chơi, giải trí rồi nó cũng ăn theo. Bây giờ mình đi vô đây là thấy bán đồ ăn vặt rất là nhiều luôn. Đó, người ta mua về để trưng Tết. Wow, hai cây đẹp không? Đẹp quá. Giá đây mua giá. Vậy là gần hết con đường rồi các bạn. Ở đầu kia có một cái sân khấu không biết cái gì, mình sẽ đi tới đặng coi sao ạ. Ok, vậy là hết con đường hoa của mình nè các bạn. Nắng ở phía đẳng nó hơi chói các bạn. Ok, vậy là mình đã đi hết con đường hoa chợ đầu mối Bình Điền ha. Thì cảm nhận của mình vậy nè, là ở chợ hoa này quy mô cũng khá nhỏ so với chợ quận nhất với quận 7, đặc biệt là công viên Tao Đàn. Thì các loại bông, loại hoa bán ở trong đây chủ yếu là mai vàng, tắc, rồi cúc vàng với cúc vàng thọ và một số bông cây gì mà mình cũng không biết, nhưng mà số đó là số ít thôi, nhưng mà chủ yếu vậy đó. Thì clip của mình xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, chia sẻ kênh YouTube của mình. Và ngày mai, ngày mốt, ngày kia, trong những ngày Tết, mình sẽ tiếp tục đi tham quan những con đường hoa và những điểm du lịch nổi tiếng khác ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố tỉnh lân cận. Bye bye.